Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần còn lại của Phi Diện Kiến Tà Sư, tác giả Cổ Nguyệt. Đây là một truyện phần thứ 5 nằm trong series Nghề Viết Truyện Ma, kể về hai cậu sinh viên Điền và Đô. Quý thính giả nếu như yêu mến series này, đừng quên hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần cuối của Phi Diện Kiến Tà Sư. Điền và Đô đang chạy song song, dí theo cái bóng quỷ áo đỏ, ngược trở lại con đường vắng vẻ một đầy lau sậy. Thằng Điền vừa chạy vừa ngó qua hỏi: "Hồi nãy mày làm gì nó vậy?" "Tắm bột trầm hương cho nó. Nó là quỷ sinh ra từ uế khí, nên chỉ sợ mấy cái món sạch sẽ tinh khiết thôi. Chứ ba cái đồ trừ ma bình thường như nước tiểu hay là khô mực cá đuối gì đó, không có xi nhê gì đâu." Thằng Điền khẽ à một tiếng. Ở đằng sau, thằng Đức cũng đang chạy cực lực, vã mồ hôi hột, mới dí theo kịp cả hai thằng tụi nó. Con lệ quỷ đột nhiên xuất hiện, chặn đầu cả đám. Mặt nó đen sì, lỗ mũi thở ra khói, đứng trên không trung mà chống nạnh, cất cái giọng the thé, chừng như đang vô cùng tức giận: "Quá đủ rồi. Coi ra tao không đập cho tụi bay một trận nhớ đời á, thì tụi bay chưa sợ mà. Cứ thích xen vô chuyện của tao chứ gì. Đừng tưởng tụi bay có linh vật hộ thân mà tao không dám làm gì. Hai cái thằng con nít tranh, tụi bay muốn cứu mấy lão già sắp chầu tổ tiên đó hả? Đúng là không biết tự lượng sức." Điền Đô giật mình đứng ngó lên, nhìn thấy lệ quỷ đang phòng mang trợn mắt như vậy thì tự nhiên cũng hơi rén. Thằng Điền cơm tay thủ thế, nó nói: "Rồi sao? Mày có giỏi thì xuống đây đánh lộn tao đôi mày." Con quỷ không hiểu vì sao vẫn chưa chịu ra tay. Nó chỏ mỏ xuống mà trả lời: "Mày ngon thử đánh tao trước đi." "Không, mày đánh trước đi." "Mày đánh trước, chắc tao sợ mày hả?" "Mày không sợ thì ngon nhào vô đánh trước đi, tao chấp mày luôn đó." "Mày đánh trước." "Mày đánh trước đi." Cứ như vậy, hai bên chỉ toàn dùng võ miệng thách thức nhau hơn nửa tiếng đồng hồ mà không bên nào chịu đánh bên nào. Điền Đô tuy có lòng muốn trừ ma giúp đời, nhưng ngặt nổi không đủ tài phép nên vẫn chưa dám liều. Còn con lệ quỷ dẫu có tu vi cao thâm, ma lực hơn hẳn nhiều bậc so với những vong hồn lang thang cắt ké, nhưng cái nó e ngại là món linh vật kim lân đang ở trên người của hai thằng. Mặc dù cay cú lắm nhưng chưa muốn động là như vậy. Rồi lúc đang cãi lộn hăng say thì bỗng một vật thể lạ đột nhiên bay lên, đáp thẳng vào mặt con lệ quỷ. Nó liếc con mắt qua một bên, đoạn dùng hai móng tay vừa sắc nhọn vừa dài, giống như cái chiếc cựa gà của mình, mà móc cái vật thể đó ra nhìn. Là chiếc dép lào màu xanh da trời, huyền thoại của ông Út Mót, cha thằng Đức. Hồi tối nó gấp quá sọt đại mang đi. Đức đứng dưới đất, kênh mặt lên, nhìn lệ quỷ nói: "Thích thì chạy qua, íp vô qua anh, ai áp tên luôn vô." Điền Đô đều cùng quay lại nhìn thằng Đức lơm lơm, như kiểu không tin vào cái trình độ tiếng Anh của nó, lại còn thêm hành động tuyên chiến với quỷ chỉ bằng một chiếc dép lào. Vậy mà cũng tự nhận mình là fan cứng của phái Mao Sơn, đúng thật là bó tay. Con quỷ có lẽ lúc này nhịn hết nổi, nó dùng cả năm ngón tay trắng hiếu mà bóp nát chiếc dép đi, rồi nở to hai con mắt đen thui ra, rú lên một tràng: "Bữa nay tao không bóp chết hết tụi bay, tao thề sẽ đi biệt xứ." Dứt lời, nó nhanh như cắt lao vút xuống, vươn ra 10 móng tay đen ngòm hướng về phía cả ba thằng mà ra đòn tấn công. Thằng Đô nhanh chân phóng qua một bên, Điền cũng theo phản xạ vội vàng ngã người,
chui ngay vào đám lau sậy mọc dại ở bên đường để tránh đòn. Riêng thằng Đức thì bị tóm. Con lệ quỷ điên cuồng bấu chặt vào cổ của nó, rồi nhấc bổng cả thân người nó lên cao, làm cho Đức đau đớn dãy dụa quá trời, liên tục la ú ớ trong cổ họng. Điền trông thấy vậy liền chui ra khỏi đám lau sậy để kiếm thằng Đô. Nó hét lên: "Lấy hàng ra, lẹ lẹ, không thôi nó thành Đức Cống thiệt bây giờ." Thằng Đô nhớ tới vụ đó, liền lôi trong cái túi da ra một hộp giấy mà ông Thập đã gửi. Nó xé nhanh như điện thì bên trong chỉ là một đống giấy lộn vàng mã với nhiều quả tiết qua văn màu mè sặc sỡ. Thằng Đô miệng méo sạch: Cái quần vậy?" Đô không trả lời mà ngay lập tức lôi ra rồi vũ cái bẹp, lấy bật lửa lên định đốt thì thằng Điền cản lại: "Ê, mày tính làm gì? Sao đốt? Chứ cái này là cái gì? Vàng mã. Vàng mã không đốt không lẽ để ăn?" Thằng Đô không nói gì thêm, nhanh chóng đốt bỏ cái đống giấy lộn kia. Chờ cho nó rụi hết rồi bắt ấn, miệng hô to khẩu quyết: "Bùng cháy, sẽ thấy thành công." Thằng Điền đứng kế bên vội vã lên tiếng: "Mày đang sell đa cấp hả? Đọc cái gì tào lao vậy?" Quên, xích ra, tao làm lại." Nói xong, nó đưa tay bắt ấn, nhắm mắt rồi đọc vang lên: "Nhân danh môn chủ, triệu hồi âm sai, thi hành thánh lệnh, cấp cấp hiện thân." Ngay tức thì, từ trong đống tàn tro của mớ giấy lộn vừa được đốt kia, hiện ra thân ảnh một người phụ nữ trong bộ cổ phục màu mè qua lá hẹ, đến từ cái thời nào cũng không biết. Cô ta xoay mấy vòng trên cao, tạo ra một khung cảnh giống y hệt như tiên nữ hạ phàm. Khuôn mặt trắng như bạch tạng, đầu tóc búi cao, chỉ chừa mấy lọn buông lơi, xõa ra rủ rượi dài xuống để phía trước ngực. Hai con mắt thì kẻ đường lai to đậm đen như chị, chân mài một khúc ngắn ngủng. Cái miệng quánh son đỏ chót, nhưng chỉ quánh ở giữa theo khuôn mẫu hình trái tim chúm chím. Trên tay của cô ta còn cầm một cây dù màu đỏ, điểm xuyến với những bông hoa nhỏ xíu li ti màu trắng tinh. Điền Đô đứng thừ người ra nhìn một lúc, quên luôn cả việc thằng Đức đang bị lễ quỷ bóp cổ gần chết tới nơi rồi. Đến hồi nghe tiếng nó ú ớ thì hai thằng mới bừng tỉnh. Đô vội hét lên: "Địch ở bên kia kìa má, mau tới giải quyết nó đi, còn nó làm treo lơ nữa." Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu rồi lập tức xoay người, dùng cây dù trút ra một mớ bông tuyết hất về phía lệ quỷ. Cái mớ bông tuyết không hiểu có sức mạnh gì, nhưng khi vừa chạm vào người con lệ quỷ, nó liền trú lên đau đớn một tràng. Đoạn buông tay ra khỏi cổ thằng Đức mà bay vụt lên cao, như để tránh đi đòn tấn công tiếp theo. Đức được phóng thích, nó lăn một vòng tròn trên đất tới bên chân của hai thằng Điền Đô, liền lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy cổ mà ho lên sặc sụa. Thằng Đô nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy nó, lo lắng hỏi dồn khi thấy cái cổ của Đức còn in hằn dấu vết của năm ngón tay bầm tím. "Sao rồi, bị ổn chưa?" Đức trả lời ngắt quãng: Chưa có chết, mà mần ơn mai mốt có cứu hay gì thì lẹ lẹ cái tay lên giùm, trễ 30 giây nữa chứ chắc em mỗi tháng về 2 lần hửi nhang rồi." Điền Đô thở phào ra một cái khi thấy nó không sao. Ở trên không trung lúc này, con lệ quỷ với người phụ nữ kia bắt đầu tham chiến. Nhìn vào cục diện thì có vẻ như họ vốn ngang cơ nhau. Điền nhíu mày: "Ê, nó đâu ra vậy?" "Thì từ cái đống vàng mã của ông chú gửi chứ đâu. Theo tao đoán thì nó là cửu vĩ hồ bên Nhật Bản á, là âm binh được ông nuôi, nhưng mà dưới dạng vàng mã cho mình dễ triệu hồi á." "Đâu, con này nổi tiếng trong giới yêu thần nè, vậy mà dưới trướng ông được hả? Cái này vậy chắc không phải cửu vĩ nguyên bản đâu. Tao nghĩ nó là một đạo bùa trừ ma, rồi mang thực thể của cửu vĩ hồ thôi. Chứ nếu đúng là cửu vĩ hồ thiệt á, thì ông chú mình thuộc dạng thần thượng cổ rồi." Điền gật đầu đồng ý với suy luận đó của Đô. Rồi sau đó cả bọn mới đứng nhìn hai bên đánh nhau.
một hồi cảm thấy mỏi cẳng, lại ngồi chồm hổm xuống dưới đất mà hống cổ lên theo dõi như đang xem phim. Hai bên quần thảo với nhau trên không trung đâu chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, với những ngón đòn tung ra đều chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Đột nhiên Cổ Vĩ Hồ dừng lại, nó xua tay cất cái giọng cứng ngắc như robot: "Chết tomate, chết tomate." Con quỷ đang đánh hàng máu cũng ngưng tay, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Cổ Vĩ Hồ vì không hiểu tiếng Nhật. "Một là mày nói tiếng Việt nha, còn hai là để tao tẩy trang cho mày, nhưng mà theo kiểu bạo lực. Sao? Chọn cái nào?" Cổ Vĩ Hồ tay vẫn cầm cây dù che nửa khuôn mặt làm duyên. Nó trả lời tỉnh bơ: "Là xí một tí đó má, nghĩ chút chậm phấn, trôi hết trơn rồi." Con lệ quỷ nghe xong thì muốn tăng máu não. Nó trợn cặp mắt đen thui lên nhìn Cổ Vĩ mà nói: "Xà lơ quá trời xà lơ, đang đánh lộn mà đi chậm phấn hả? Mày bị bệnh hay gì?" Cổ Vĩ vẫn cứ che mặt, dù cho trời lúc này đang là 9 giờ tối. Nó cười hi hí, cái giọng điệu giống như một người con gái đang e thẹn, từ tốn lấy ra hộp phấn hoa anh đào rồi dặm lên thiệt. Vừa xong thì Cổ Vĩ đột nhiên ánh mắt quắc lên hai luồng sáng đỏ rực. Từ ở đằng sau lưng nó xòe ra mấy cái đuôi trắng muốt phất phơ như cây chổi quét nhà, rồi mỉm cười nhìn lệ quỷ nói: "Coco Nikite." Lệ quỷ vốn không biết ngoại ngữ nhưng vẫn lao đến tra đòn, chắc tại nhìn ngứa mắt cái vụ dặm phấn. Cổ Vĩ Hồ lúc này mới tung bỏ vụ, ngay lập tức vươn dài mấy cái đuôi của mình ra quấn chặt lấy thân ảnh của lệ quỷ. Nó dùng hết sức vận lực siết thật mạnh, từ trong cơ thể của Cửu Vĩ Hồ tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, mang theo cả sự áp chế nạc mùi tử khí phả vào đối phương, với mối nguy hiểm không thể xem thường. Lệ quỷ lúc này không ngờ tới sự thay đổi linh lực quá nhanh chóng của đối thủ, nên liền bị mất phong độ. Nó bị Cửu Vĩ treo lơ lửng trên không trung, càng lúc càng muốn nghiền nát cả quỷ hồn. Tụi Điền Đô đang ngồi chồm hổm xem phim, thấy vậy liền đứng lên cổ vũ tinh thần cho Cửu Vĩ. Thằng Điền la lớn: "Tốt lắm, mau hạ nó đi. Bạn bè tin mày, anh em tin mày, ba má tin mày, tiễn nó." Đang trong thế bị động, đột nhiên lệ quỷ gầm lên với cái chất giọng của đàn ông, rồi lắc mình thật mạnh, và sau đó rất nhanh chóng đã thoát ra được gọng kìm của Cửu Vĩ. Nhưng nó không giao chiến nữa mà bỏ chạy. Lệ quỷ phi một nước bay về lại hướng xóm Rạch Miễu. Thân ảnh của nó hòa lẫn trong cơn gió đêm lạnh buốt. Thằng Điền thấy cục diện bị lật thì hống cổ lên nhìn Cửu Vĩ: "Sao để nó chạy vậy? Cáo chứ đuôi gì mà cụ bám vậy?" Cửu Vĩ Hồ lúc này mới thu lại cây dù, từ từ hạ người xuống đối diện cả đám. Nó nói: "Cùi bắp khỉ móc, tại tụi mày xé mất cái đuôi của tao rồi, còn có 8 cái sao mạnh được." Thằng Đô ngớ người ra, nó lật đật chạy tới chỗ vứt cái hộp giấy hồi nãy để kiểm tra, thì quả thật bên trong còn sót lại một mảnh vàng mã. Đô tự vỗ trán mình: "Chết mẹ, lỗi kỹ thuật rồi." Cậu Vĩ lắc đầu với biểu cảm chán nản, nhìn nó nói: "Không phải tại tao à, coi như tao giúp chén này thôi nghe. Chén sau tự bới đi, bổn cung cũng phải về hang rồi." "Ê từ từ, rồi nó chạy mất tiêu biết được đâu kiếm." "Đi về hướng Tây, nơi nào có nhiều tà khí ô uế nhất ấy, thì nơi đó chính là xào huyệt của nó. Còn lại thì cứ hỏi chủ nhân, tao chỉ đánh hơi vậy được thôi. Bye bye." Dứt lời, Cửu Vĩ lập tức biến mất vào trong bóng tối. Điền Đô nhìn nhau 3 giây, bởi tụi nó còn chưa hiểu gì lắm. Thằng Đức buộc miệng: "Chỗ nhiều âm khí hả? Hình như là ở bên mé tây của xóm Rạch Miễu á. Trong xóm có một cái trạm xá, mà trạm xá thì tất nhiên có nhiều người chết do bệnh tật." Thằng Đức nói xong thì ngẩng đầu lên, đã bắt gặp 4 con mắt đang nhìn mình lơm lơm. "Vậy à?" Hai thằng kia không hẹn mà đồng thanh nói một lượt: "Dẫn đường đi."
Đức gật đầu hiểu ý. Thế là cả ba lại đi vô xóm Rạch Miễu để tìm cái trạm xá kia trong tiết trời đêm gió lạnh căm căm. Không gian âm u bao trùm lấy cả một quãng đường xa xa phía trước. Xóm Rạch Miễu vào tầm giờ này thì nhà nào cũng đã tắt đèn. Còn ngủ chưa thì không biết. Thằng Đức vốn ở đây lâu nên thuộc đường rất rõ. Riêng Đô tuy là dân bản xứ nhưng vì nó ít đi chơi cho nên về cái mảng ngoại giao quen biết còn nhiều hạn chế lắm. Dân một sách mà, suốt ngày cứ ru rú trong nhà từ nhỏ lo chuyện học hành. Đi được một đoạn khá xa, thằng Đức lúc này mới dừng lại, đưa ngón tay lên chỉ vào trong cái khúc đường ở phía đối diện, nơi có thấp thoáng một dãy nhà lợp ngói. Đó đó đó, trạm xá đó. Mà giờ không có ai bệnh sao vô được? Không lẽ vô đó nó đi kiếm ma? Chắc người ta quánh cho nằm ở trỏng băng bó luôn quá. Điền nhếch mép trả lời. Không có bệnh thì làm cho có bệnh. Mày đang bị đau bụng phải không? Có đâu, em khỏe Đô à. Đô ngó qua nó giải thích. Ý là kêu mày giả đồ đau bụng đó cái thằng khờ. Nhiều đó cũng không hiểu nữa. Thằng Đức mặt đần thối ra, xong rồi mới nhanh nhẩu gật đầu. Thế là Điền và Đô với bộ gió vô cùng khẩn trương, mỗi đứa một bên, xốc nách thằng Đức kè đi vô bên trong trạm xá. Tụi nó bù lu bù loa lên là bác sĩ ơi, mau mau cứu mạng chứ gấp lắm rồi. Đô giao lại cho Điền lo việc đối phó ở bên trong. Còn riêng nó thì rất nhanh chóng đi lẻn ra ngoài khảo sát. Đô lần mò trong ánh đèn điện có phần hơi tối của trạm xá. Nó vô từng phòng, lục soát từng ngõ ngách với cái lý do để kiếm người nhà, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì khả nghi hay bóng dáng con lệ quỷ đâu cả. Đi hoài một lúc ra tới cổng sau, Đô bất giác đứng lại, nép sát vào bên trong tường. Vừa nhìn thấy có hai cái bóng đen đang di chuyển như bay với điệu bộ cứ thập thò. Đô biết bọn nó là vong, vì khí tức tỏa ra xung quanh nặc mùi hôi hám. Một đứa thì thầm lên tiếng. Bữa nay không có ai chết, biết kiếm đâu ra hồn phách cho bả vợ mày. Thì kiếm đại người nào già già, thổi một cái cho đai rồi bắt. Chứ mà không có kiểu gì về cũng mềm mình với bả. Thằng Đô lờ mờ đoán ra được vấn đề, nhưng nó nghĩ trong đầu, lẽ nào cái bọn này là tay sai của lệ quỷ, vô đây bắt hồn của mấy người mới chết để đem về cho nó hấp thụ hay sao? Nhưng mà đem về đâu chứ? Đứa đầu tiên lại nói tiếp. Đâu có được, tao với mày chỉ là dạng âm sai cắt ké, còn chưa lên cấp tới tầng thứ ba nữa. Thế mà giận ma khí giết người là bị hao tổn đó. Bỏ công mấy chục năm tu nghiệp, còn chưa kể hai cha nội trắng đen với địa phủ mà phát hiện, bị hốt hàng là chết mẹ luôn à. Đứa kia gật gù rồi khoát tay trả lời. Vậy thôi về trước đi rồi tính sau. Bất quá bà chỉ tán vài bạc tay thôi, lực bất tòng tâm mà. Dù sao cũng còn mấy đứa ngáp ngáp ở trong kia, đợi tới đêm trăng tròn kiểu gì cũng trở thành thức ăn của bà thôi mà. Thế là bọn nó kéo nhau lũ lượt đi ra phía ngoài bãi đất trống của trạm xá. Đô nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho Điền để thông báo. Thằng Điền gật đầu lia lịa, vội hất hàm ra hiệu cho Đức đi cùng. Trong khi cô y tá chỉ vừa mới mang cây thuốc với ống nghe tới nơi, đã thấy hai thằng phóng ra khỏi cửa. Nè nè, đang đau bụng chưa kiểm tra gì mà chạy đâu vậy? Hết đau rồi trời ơi, để lần sau đi ha. Để rồi bóng dáng của hai thằng mất khúc sau dãy hành lang, để lại khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của cô y tá. Cả bọn sau đó liền tụ họp, rồi nhanh chân bám theo hai cái bóng đen kia. Đi được một quãng khá xa thì mới dừng lại, vì hai cái thằng âm sai đã chui vào một nơi mà tụi nó vô cùng bất ngờ. Khi ngước mắt lên nhìn tấm bảng của đề tên Thủy Liêm Tịnh Xá, thằng Điền chăm chú nhìn một hồi xong mới nói. Thủy Liêm Tịnh Xá là cái gì? Không lẽ Thủy Liêm Động của mấy Hậu Dương hả?
Thằng Đức nhìn theo, lắc đầu trả lời. Bảy, nó là cái chùa, là chùa Thủy Liêm, thiêng lắm đó nghe. Cả cái xứ này tới đây cúng bái á. Với lại gần đây có mấy người tự nhiên đi vô trống tu, không chịu về nhà. Nghe nói ở đây còn bổ thuốc miễn phí của người nữa. Ai bị bệnh mà bác sĩ chê, toàn tới đây hút thuốc à, hay lắm. Trời, chùa nào không miễn phí mày, nói vậy cũng nói. Thằng Đô khoát tay, tỏ ý bảo hai thằng im đi đừng có cãi lộn nè. Bởi vì thứ nó quan tâm lại là một vấn đề khác. Cái chùa này hôm trước tao với mày dí theo con lệ quỷ tới đây thì mất dấu nó nè. Vậy tại sao mà hai thằng âm binh kia lại đi vô chùa chứ? Chùa là chỗ linh thiêng mà. Với lại nhìn bản mặt của hai thằng quỷ đó cũng đâu có giống tu sĩ. Đô lúc này mới bất chợt nhớ ra cái vụ hồi nãy. Một trong hai thằng âm sai có nhắc tới chuyện nhốt người làm thức ăn gì đó. Đầu nó bỗng nảy số, suy nghĩ tới một chuyện mà rất có khả năng xảy ra. Bởi càng ngày tư duy về khía cạnh tâm linh của Đô càng thêm tiến bộ. Đô không ngần ngại nói với Điền về những thứ mà nó đang nghi ngờ. Thằng Điền như bừng tỉnh, sau đó dỗ tráng nói ừ he. Nó đột nhiên nhớ ra cái vụ mà Hường đang không bỏ nhà đi tu. Lại còn là khi mẹ chỉ vừa mới chết, cánh nhà chỉ còn mỗi một mình ông Hai hiu quạnh. Cộng thêm cái chuyện hôm đám tang bà Hai, rõ ràng là con lệ quỷ đã thổi âm khí lên người của Hường. Thằng Điền lúc này mới liếc con mắt ngó vào bên trong, rồi dứt khoát nói: nhất định là có cái gì đó không bình thường. Vô trọng coi sao. Đô gật đầu tán thành. Nhưng mà cả đám bỗng sực nhớ ra là giờ này đã quá trễ rồi. Chùa mặc dù xây lên để phổ độ chúng sinh, nhưng cũng phải có giờ có giấc, chứ đâu muốn khơi khơi cái vô là vô. Thế là cả ba thằng đành tạm gác lại, bỏ đi về nhà, đợi sáng mai tính tiếp. Thằng Điền cả đêm không tài nào ngủ được, bởi nó cứ nghĩ về bạch nguyệt quan của mình, mà trong lòng như có cái gì đó thôi thúc không yên. Tưởng sao, nằm hoài mệt quá, tới gần sáng cũng ngủ. Mà hễ đã ngủ là quất một giấc thẳng kè tới tận khi mặt trời treo thuốc trên mái nhà. Đô phải đi vô túm lấy chân nó lôi ra. Dậy đi thằng ông nội, còn giấc ngàn thu nữa mà ham chi ngủ nhiều vậy. Thằng Điền mơ màng lim dim hai con mắt, cất giọng lè nhè. Gì à, đang ăn bánh canh cá lóc với em Hường mà. Đô cạn lời, nó lại quát lên kề sát lỗ tai của Điền. Con Hường nó đang ở trong chùa ăn tàu hũ kìa, bánh canh cái củ cải, dậy mau lên. Điền liền bừng tỉnh, nó mở to mắt ra nhìn Đô nói: Ha, quên mẹ, sao không kêu tao sớm chút. Nhanh đi, tranh thủ còn đi, để mất công thằng Đức nó lại mò tới đội theo mệt lắm. Vậy rồi đợi cho Điền sau khi vệ sinh rửa mặt này nọ hết xong xuôi, hai thằng mới cắp theo mỗi đứa một ổ bánh mì, vừa đi vừa gặm cho tới tận chùa. Thằng Đô đứng ngoài cổng nhìn vô bên trong nói: bữa nay không phải trầm hay 30 nên ít có ai tới cúng. Lát đá có mấy người chắc tới hút thuốc nam rồi. Mày nhớ những gì tao dặn. Thôi, mày ngậm miệng lại luôn cũng được, để tao nói chuyện thôi cho chắc ăn. Xì, mày làm như tao dân cổ bắp lắm vậy. Mày coi thường tao quá. Đô chỉ nhếch miệng một cái chứ không thèm nói lại. Không lẽ chửi thẳng là do mày nói chuyện quá trời có duyên nên mới ưa bị bể kèo hoài. Hai thằng lúc nãy mới chậm rãi bước vào bên trong. Tụi nó bắt gặp một vị sư thầy đang cầm chổi quét lá bàn ở trong khoảng sân trước. Thằng Đô lễ phép cúi chào xong mới hỏi: Dạ bạch thầy, con muốn xin bổ thuốc nam vì có người nhà đang bệnh ngặt. Thầy cho con hỏi là ở đâu vậy thầy? Mô Phật, con cứ đi thẳng vô trong chánh điện, ở trong có người trực đó. Đô cúi đầu cảm ơn rồi ra hiệu cho thằng Điền, xong sau đó mới xin phép đi vào. Nhưng khi hai thằng chỉ vừa đi được mấy bước
thì vị sư thầy kia đột nhiên lên tiếng: "Mô Phật, phàm là có bệnh thì cần đưa tới bác sĩ. Mà nếu bác sĩ không chữa trị được thì hãy thử đi mời thầy pháp coi sao. Biết đâu..." "Dạ, thầy nói vậy là có ý gì hả thầy? Con không hiểu." "Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn cái thiếu hiểu biết cả. Đừng lãng phí sinh mạng của mình ở những điều còn chưa được chứng minh. Cùng là một chiếc bình, tại sao có cái lại đựng được nước trong, nhưng có cái lại để đựng độc dược?" Điền nghịch mặt ra, khiêu tai Đô mà nói nhỏ: "Ê, ông nói gì mày?" "Ai biết, chắc giáo lý nhà Phật phải có căn mới hiểu. Tao học chưa có tới." "Mô Phật, nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình. Bởi vì không có ai đồng hành với một người tự tâm còn chưa khai sáng. Tư duy lên chút đi con." "Hả?" Đồ đứng gãi đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Nó hỏi thêm mấy câu, nhưng vị sư thầy vừa định mở miệng niệm Mô Phật thì đột nhiên một vị sư khác bước ra. Nét mặt ông ta nghiêm nghị, nhìn vị sư đang cầm chổi quét sân mà nói: "Phổ Trí, có Phật tử tới sao không mời vào mà còn đứng đó dòng dài vậy? Mau làm tròn phận sự của mình đi." Vị sư có pháp danh Phổ Trí liền trang trọng cúi đầu hành lễ, biểu lộ sự vâng mệnh. Thằng Đô mặc dù vẫn còn khúc mắc ở trong lòng nhưng chưa tiện hỏi thêm, đành tạm thời gác lại. Nó quay sang chào hỏi vị sư mới bước ra kia và nói rõ lý do vì sao tới đây, cũng như không quên trước tiên là xin được vào chánh điện để thay người nhà lại tạ. "Ta là Thích Chánh Tử, con có thể đi vào lại Phật trước rồi theo ta đi bổ thuốc cho người nhà. Ở đây mỗi ngày đều có đại chúng đến để bổ thuốc, thiệt khổ cho bà con. Mà ta thì chỉ có thể giúp được tới vậy thôi." Thằng Điền nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Thầy, ở đây đi tu có được đặt tiếp khách không thầy?" Thầy Chánh Tử khẽ nhíu mày, nhưng riêng thằng Đô thì lại hiểu ý của Điền, đang muốn nhắc tới Hường và nó chưa kịp cản. Thầy Chánh Tử đã tự tốn lên tiếng: "Mộ Phật, nơi đây đã vô rồi thì không phải khách, tất cả đều là Phật tử. Các môn tăng có nhiệm vụ tiếp đón hết mà." "Vậy mà thầy không nói sớm, dạ con muốn gặp..." Nhưng Điện chưa nói hết câu đã bị Đô nhanh tay bịt miệng, đoạn nắm cổ áo lôi đi trước khi gật gật đầu mấy cái để thay cho lời cảm ơn tới thầy Chánh Tử. Vào tới bên trong, thằng Điền giải nải định cự thì Đô đã nhanh hơn chặn họng nó: "Ngu quá, tự dưng đi nói vậy. Khác nào mày tự nhận tới đây còn có mục đích khác rồi sao điều tra? Cái gì cũng phải có trình tự chứ, đừng có để lộ là mình quen con Hường." Nhưng mà tao biết mày lo lắng cho nó, nhưng mà mình cũng cần sáng suốt một chút để từ từ coi sao đó. Với lại nếu đúng như thằng âm binh kia nói thì bữa nay mới mùng 10 chưa tới ngày trăng tròn, thì tức là con Hường không sao hết. Còn phải đặt trường hợp là cái chỗ này không có liên quan gì tới con lệ quỷ, mà là nơi Phật pháp trang nghiêm thiệt thì sao? Mình chỉ mới phỏng đoán thôi chứ đã thấy gì đâu. Điền thở hắt ra một hơi, nó đành gật đầu rồi không nói thêm điều gì nữa mà để mặc cho Đô xử sự. Ở bên trong chánh điện lúc này, lát trác có vài người phụ nữ đang cúi lại ba bức tượng Phật Tam Thế Chí to lớn đang ngự tọa trên một bậc đài cao ngất ngưỡng. Xung quanh và phía bên dưới cũng là vô số các tượng Phật với đủ mọi hình tướng, chỗ nào cũng khói hương nghi ngút, trái cây bánh mứt rồi tới bông trái trải đầy trên khắp gian bàn thờ để cúng. Nội không hửi khối thôi là cũng muốn ngợp rồi. Thằng Đô đứng đợi cho mấy bà mấy cô vái lại hết xong xuôi mới chậm rãi đi tới trúc nhang thắp lên rồi cắm vào trong lư đồng,
đoạn xá ba cái chứ không khấn xin điều gì cả. Điền buộc miệng: mày lấy Phật có tâm xíu được không? Gì cấm nhang không vậy? Vậy chứ biết xin gì vậy? Mà chưa chắc xin đã có. Đồ nói xong thì quay lưng bỏ đi với thái độ vô cùng dửng dưng, làm cho Điền cảm thấy hơi khó hiểu. Bởi nó giống biết thằng bạn mình gần đây đang theo học chuyên ngành Phật Pháp. Nhưng Điền không nói, mà chỉ lẳng lặng đi theo phía sau. Đồ đi hết một vòng xung quanh chánh điện, rồi bỗng dừng lại chỗ bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó im lặng trầm ngâm một lát, rồi nói: cách bố trí trong tịnh xá này có phần gì đó không đúng. Lẽ ra chỉ nên có một tượng Phật Thích Ca trên Tam Thế Chí thôi chứ ta. Sao chỗ này cũng có, chỗ kia cũng có, quá trời chỗ có. Nhưng mà cái vấn đề này á, nó không có liên quan gì tới chuyện con lệ quỷ với hai em bên kia. Còn có em Hượng của tao nữa. Mày nghiên cứu kiến trúc chùa làm gì? Thằng Đô không thể giải thích cho Điền hiểu được, bởi nó đang nhìn ra có cái gì đó không bình thường. Nhưng mà còn là cái gì thì tạm thời chưa biết. Dẫu rằng có thể mỗi ngôi chùa đều có lối kiến trúc và cảm quan khác nhau, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy lấn cấn. Và đó chính là lý do mà nó hơi có thái độ ngờ vực đối với ngôi chùa này, cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Trong khi Đô còn đang mải mê suy nghĩ, thì thằng quỷ Điền đã len lén lấy một trái quýt đang được đặt cúng ở trên bàn, vừa định lột vỏ. Đô phát quản mới vội tán lên tay nó một cái bóp, lấy trái quýt lại rồi chửi: cái thằng áo này, đồ cúng Phật mà mày cũng dám lấy hả? Điền đưa tay xoa xoa bụng, nó gãi đầu cười trừ trả lời: tao xin rồi chứ bộ. Phật đưa tay ra dấu ok kìa, mày không thấy sao? Đồ ngó lên nhìn, nó cạn lời luôn. Vì đúng là pho tượng Phật Thích Ca đang dùng tay bắt ấn trùng khớp với cái ký hiệu ok. Đồ kéo dài giọng nói: tào lao vừa vừa thôi, đó là giáo hóa thủ ấn của Phật, chứ ok cái gì? Hả? Giáo hóa thủ ấn là cái gì? Không hiểu. Giáo hóa thủ ấn là tư thế bắt ấn tay của Đức Phật khi Ngài đi thuyết giảng, là một cách mà Ngài kêu gọi chúng sinh hãy giải quyết mọi chuyện thông qua tư duy biện luận, thay vì là những cảm xúc nhất thời. Đó là tượng trưng cho một dòng năng lượng thông tin liên tiếp không bị đứt đoạn. Mặt thằng Điền vẫn đần thộn ra, tỏ ý vẫn không hiểu gì. Đô khẽ thở dài, vì thấy thằng bạn không có tư duy về Phật Pháp, cho nên thôi cũng bỏ ngang. Nó không thèm giải thích thêm nữa, mà đem để lại trái quýt cho vào chỗ cũ, rồi tiếp tục đi thêm một vòng xung quanh xem xét. Tới khu vực gần sát chách tường, tận bên trong góc chánh điện, kế bên bức tượng Phật Di Lặc là chỗ để hòm công đức. Đô dừng lại ngó nghiêng vô đó, còn chưa kịp định giá mấy tờ polymer cũng hơi kha khá nhiều, thì thầy chánh tử đột nhiên xuất hiện. Ông trầm giọng lên tiếng: hai con thắp nhang xong rồi đó hả? Vậy thì xuống hậu viện để thầy bổ thuốc cho mà đem về. Mấy hôm nay tịnh xá nhiều người tới bổ thuốc, nguồn cung sắp cạn kiệt rồi, mà chư tăng thì không đủ điều kiện với khả năng để mà gia cố thêm nguồn cung. Nếu không nhờ đại chúng hoan hỷ phụ giúp chút công đức, thì chắc cũng khó lòng mà phụ thêm sức cho bà con thoát khỏi dịch bệnh được. Thằng Điền mặc dù dốt giáo lý, nhưng riêng cái này thì nó hiểu. Trong bụng nghĩ thầm, cha nội thầy chùa này đang muốn tụi nó bỏ tiền công đức vô đây mà. Nhưng vì vẫn tôn trọng Đức Phật, cho nên nó liền gật đầu, mỉm cười, bỏ vô hòm tờ 50 ngàn, trước ánh nhìn hơi kỳ kỳ của thầy chánh tử. Nhưng ông ta vẫn im lặng, rồi chắp tay cúi lại như thay cho lời cảm ơn. Điền tự nhiên buộc miệng nói: thầy ơi, sao số con nghèo hoài à? Có cách nào tăng phước để đợi con cháu con khá lên được không thầy? Mồ Phật, muốn tăng phước thì con nên cúng dường, cúng chùa để Phật gia hộ cho con và cho con cháu của con sau này. Mà con nghèo như cá kèo vậy, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra cúng dường thầy? Nếu vậy con nên hoan hỷ
dùng tài sản mà cúng. Thí dụ như nhà cửa đất đai gì đó, để chùa đủ điều kiện mở rộng thêm mà phổ độ chúng sinh. Cái đó phước dày lắm mà con. Điền cười méo sạch. Nó lại nghĩ trong đầu, đúng là dày thật. Mà ai dày thì còn chưa biết. Điền không nói nữa mà dục đô đi lấy thuốc. Tại nó sợ đứng thêm một hồi nghe thầy chánh tử này thuyết pháp lại bay mất tiêu luôn cái nhà từ đường của ông bà già thì có mà tôi. Nó không nói ra, nhưng trong bụng nghĩ thầm: ơi, con đường giác ngộ này thiệt là khổ ải, còn gian nan hơn cả đường đi qua Thiên Trúc Thỉnh Kinh nữa. Hai thằng sau khi được bổ cho mấy thang thuốc nam xong thì liền tìm cách ở lại trong chùa. Bởi một thằng thì rất nóng lòng muốn điều tra cho ra chân tướng, còn một thằng thì đang muốn đi tìm người thương. Tụi nó xin phép cho ở lại dùng bữa cơm chay tới tận chiều tối muộn. Và tất nhiên thì nhà chùa đâu thể nào từ chối được. Dưới hậu viện, Đô nhìn thấy có một người phụ nữ cũng tới dùng cơm chay sau khi đã cúng chùa. Bà ta ăn mặc khá sang, trên người đeo đầy vàng bạc, còn nhiều hơn cả ông thập. Thằng Điền ngồi bên cạnh ngó qua, nói nhỏ với Đô: đại gia miệt vườn hả mày? Ai biết, lo ăn đi, nhiều chuyện quá. Điền khẽ nhún vai, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn người phụ nữ, như kiểu đang hâm mộ người giàu vậy. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Người phụ nữ móc trong túi ra cái điện thoại iPhone của mình, liếc nhìn, rồi trượt ngón tay qua một bên, dõng dạc cất tiếng: sao? Nó không chịu trả tiền hả? Tụi bay cào nhà nó xuống hết cho tao. Nợ cái gì mà dai như đĩa vậy? Tao đã du di cho tiền lợi bớt xuống còn 300% một năm rồi, mà còn không chịu biết điều nữa. Hai thằng đang ăn nghe vậy thì mém sặc. Tụi nó nhìn nhau như kiểu không tin vào tai. Cái gì mà tiền lợi tới 300% một năm? Chắc đầu thai hai kiếp mới trả hết. Thằng Điền bản tính giống ưa cà khịa. Nó nhìn lơm lơm người phụ nữ, rồi cảm thấy hơi nóng mắt, mới bắt đầu lân la nhích qua mon men hỏi: Cô tới cúng chùa hả? Người phụ nữ đưa tay bưng chén cháo đậu xanh. Nghe nó hỏi vậy, mới nhìn qua từ tốn trả lời. Thái độ thật khác xa với hồi nãy. Má cô bệnh hổm rài, thuốc thang nhiều mà không thấy bớt, nên mới tới xin Phật gia hộ. Cả đời cô theo chân Phật quy y, để cậu mong phước báo về sau đó, đặng có chết cũng không có bị đọa xuống địa ngục. Thằng Đô đang ngồi ăn ngon lành, nghe vậy cũng bị ngứa miệng, vì thấy cái bà này có phần tu hơi sai cách. Mà không phải, là hơi sai về cách nhận thức về Phật giáo, chứ tu thì đâu có sai bao giờ. Mỗi người một tư duy giác ngộ riêng theo sự hiểu biết về những gì mà giáo lý Phật giáo truyền dạy. Miễn sao tu minh mẫn, tu sáng suốt, không bị dẫn dắt bước chân vào cõi u mê thôi là được rồi. Đô trầm giọng nhìn người phụ nữ: tại sao cô có ý nghĩ là quy y thì sẽ được thoát kiếp địa ngục gì? Mà cô có biết địa ngục là gì không cô? Người phụ nữ hơi chau mày, nhưng vẫn trả lời: thì là cái chỗ gì có ông Diêm Vương rồi Phán Quan đó, có anh Cầu Nại Hà với Mạnh Bà cho ăn cháo lú đồ đó. Dạ không phải, cái đó là địa phủ của ơi. Phàm là con người á, thì ai khi chết cũng phải đi qua xét duyệt mới được đi đầu thai vô sáu cõi lục đạo, công tội phân minh. Còn địa ngục chính là nơi tra khảo vong hồn sau khi chết. Hễ ai mở ác sống bạc hay là làm những chuyện trái khuấy đi ngược lại với đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, thì ắt phải bị đày. Cô có nghe qua 18 tầng địa ngục chưa? Nếu chưa thì về nhà mở YouTube lên tham khảo đi cô, kinh khủng lắm. Còn Phật pháp nó chỉ là con đường đưa chúng sinh tự thoát khỏi bể khổ bằng cách tu tâm dưỡng tánh, chứ Phật đâu có nhận cúng dường để gia hộ đâu cô. Phật chỉ là mở ra cái triết lý nhân sinh về nhân quả, tức là gieo nhân nào thì gặt quả đó đó.
Người phụ nữ nghe xong thì tự nhiên im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lặng lẽ cúi đầu. Chén cháo trên tay đã nguội ngắt từ bao giờ. Tối đó, Điền Đô tiếp tục diễn lý do vì đường xa, cho nên mới xin tá túc ở lại chùa qua đêm. Thằng Điền gọi điện cho ông Thập, kể hết một lượt về vấn đề mà tụi nó đang gặp phải. Chỉ nghe đầu dây bên kia tiếng của ổng vang vang: "Rồi rồi rồi, tao lỡ đặt combo 3 ngày ở khách sạn Tình Yêu rồi. Để coi về kịp thì tao về, tụi bay tự xử trước đi ha." Đi theo phía sau đó là cái tiếng tút tút thông báo kết thúc cuộc gọi. Thằng Điền nằm ngã lưng ra chiếc chiếu ở phía sau hậu viện. Tại đây có xây mấy căn phòng dành cho Phật tử lưu trú. Nó quể quải nói với Đô: "Ôi, ông chú già đó còn đang hưởng thụ, chưa chịu về nữa. Bây giờ tao với mày tự sinh tự diệt đi." Đô gật đầu trả lời là đành phải vậy thôi, chứ nó cũng không dám gọi cho ông cửu vì sợ ổng rầy. Thế là hai thằng quyết định dùng kim lân thạch để dò ra hang ổ của con lệ quỷ. Tụi nó nằm ráng đợi cho các tăng ni đi ngủ hết thì mới dám hành động. Đô đi trước dò đường. Nó vừa đi vừa khua khua miếng đá giống y như đuổi tà, làm cho thằng Điền nhìn cũng thấy nổi dịch, mới chửi: "Mày nói thằng Đức á, mày còn làm lố hơn nó nữa. Cầm bình thường mày chết hay gì? Quên thôi, làm gì căng vậy?" Nói xong, Đô chỉnh lại cái bộ gió, đứng thẳng người lên, rồi từ từ bước đi dọc theo dãy hành lang. Vừa quẹo vô khúc cua hướng vô lối đi thông qua chánh điện, thì nó nhìn thấy một bóng người đang lơm khơm đi về phía căn phòng có ánh đèn màu đỏ, mập mờ âm u. Đô nhận ra ngay đó là ông thầy chánh tử. Nó quay lại đằng sau, khẽ nói với Điền: "Cha nội này hành tung mờ ám nè, thử bám theo tôi coi." Điền cũng gật đầu. Đoạn hai thằng mới nhẹ nhẹ đi theo phía sau. Tụi nó thấy thầy chánh tử đẩy cửa bước vô bên trong căn phòng đó, nhưng không thể theo vô vì sợ bị lộ, mới đành ghé mắt qua khe hở để nhìn. Ông thầy đang xoay lưng đốt cây đèn cầy. Ánh sáng vàng nhạt ngay lập tức soi rõ hơn mọi thứ dưới bốn con mắt đang theo dõi chăm chú của hai thằng. Thầy đang quỳ xuống, cúi lại hai bức tượng gì đó có hình dáng và khuôn mặt đen sì, rõ ràng không nằm trong ban Phật giáo. Thằng Đô nhận ra đó là quỷ Dạ Xoa. Nó ngạc nhiên vô cùng, vì ở trong chùa mà, tại sao sư thầy lại dám đi thờ quỷ? Đô nuốt nước bọt xuống, cố gắng theo dõi thêm từng hành động của ông thầy. Điền đứng kế bên cũng nhận ra điều đó, nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, hai bức tượng đang ngồi ở trên cao bốc ra hai luồng khối màu đen mỏng như sương sớm. Điền Đô thất kinh khi nhìn thấy khuôn mặt của hai thằng âm sai đang ẩn hiện ở bên trong hai bức tượng quái dị kia. Thầy chánh tử vội vàng cúi lại tụi nó như thế sau: "Thưa hai vị, hôm nay tôi thu nạp được thêm một người có bát tự thuần âm, tự nguyện tới sinh xuất gia. Tôi đã bố trí cho bà ta vô chung với bảy người kia rồi." Một trong hai thằng cười lớn trả lời: "Tốt, đỡ mất công phải hao tổn âm lực để đi lấy thần thức của tụi nó. Ông cố gắng không được để cho người nhà tụi nó có cơ hội gặp gỡ. Sắp tới ngày trăng tròn rồi, nếu để lỡ việc của thánh mẫu thì ông biết hậu quả ra sao rồi đó. Ông được ăn tiền của chúng sinh dạy như vậy là nhờ ơn đức của thánh mẫu, liệu mà làm việc cho tốt." "Dạ hai vị cứ yên tâm, tôi biết phận sự của mình mà." Thằng Điền đang hóng cổ lên nghe ngóng thì bị hụt chân, vô tình gây ra tiếng động. Thầy chánh tử vội vàng quay phắt lại. Mặc dù tuổi có hơi cao, nhưng thân thủ của ông ta lại nhanh nhẹn một cách rất đổi lạ thường. Chưa được 3 giây, ông sư thầy đã xuất hiện ở bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Ông ta đưa mắt ngó nhìn quanh quất một lúc,
trước khi quay lại đóng cửa căn phòng có chút ánh sáng màu đỏ quái dị kia, sau đó lủi đi đâu mất dạng. Lúc này phía bên trong một căn phòng khác cũng liền kề ngay bên cạnh, hai thằng Điền Đô đang đứng nép sau cánh cửa mà trống tim cứ đập lên thình thịch loạn xạ vì hoảng hồn. Thầy Phổ Trí là người đã nhanh tay túm lấy tụi nó kéo vào trước khi bị chánh tự phát giác. Ông mỉm cười nhìn hai thằng rồi trầm giọng nói: Có gan đi điều tra mà sao yếu bông día vậy? Đã biết được những gì rồi? Điền Đô quay lại nhìn. Tụi nó chưa hiểu câu chuyện nên còn hoang mang, không biết đây là bạn hay thù nên chưa vội mở miệng ra. Thầy Phổ Trí lại cười. Khuôn mặt của thầy mang nét chánh đạo chứ không phải dạng tà sư. Bồ Phật, quỷ vương nham hiểm nói rằng: Vậy thì đợi tới thời mạt pháp, ta sẽ sai con cháu của ta xuất gia làm đệ tử của ông, mặc áo cà sa làm bại hoại Phật pháp của ông. Chúng ta sẽ xuyên tạc kinh sách, phá vỡ giới luật, làm những điều trái với lương thường đạo lý để Phật pháp băng hoại. Như vậy thì ta đã có thể đạt được mục đích mà hôm nay dẫu có dùng vũ lực cũng không thể nào đạt được. Đức Phật nghe xong những lời đó, Ngài trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chúng quỷ nhìn thấy thì phá lên cười, sau đó bỏ đi. Thằng Đô mở to mắt nhìn thầy, nó vô thức nói: Cái câu này sao nghe quen quen? Điền trả lời tỉnh bơ: Trên tóp tóp đó chứ đâu, tao coi hoài tao biết mà. Thằng Đô có lẽ nhận định được thầy Phổ Trí không phải phe địch, nó liền lên tiếng, giọng điệu khá khẩn trương: Thầy à, vậy có nghĩa là thầy biết hết mọi chuyện đang xảy ra ở đây, có đúng không? Mà rốt cuộc là sao vậy thầy? Thật ra nơi đây không phải chùa chiền gì hết, mà là một tổ chức tà giáo mượn danh Đức Phật để trục lợi, hòng dơ vét tài sản tiền bạc của bá tánh chúng sinh do chánh tử cầm đầu. Ông ta là một tu sĩ không biết từ đâu tới đây xây chùa. Lúc đầu chỉ là một tỉnh xá nhỏ, từ từ được cúng dường nhiều nên mới mở rộng ra thêm cho tới như bây giờ. Rồi ông nhìn Đô, khẽ mỉm cười tiếp tục: Còn có chút kiến thức về Phật pháp thì hãy thử nhìn các pho tượng Phật được đúc ở đây, con sẽ thấy không có tượng nào được khai nhãn. Một số tượng thì có tư thế sai, vị trí đặt lung tung không theo quy tắc, vô hình chung đã biến những pho tượng Phật ở đây không khác gì những nắm đất được nhào nặn, hoàn toàn vô tri cả. Thằng Điền là đứa dốt có thâm căn, nó nghe vậy mới khẽ chau mày hỏi lại thầy Phổ Trí: Nhưng mà dù sao cũng là tượng mang hình tướng uy nghiêm, sao tụi nó dám ngang nhiên lộng hành vậy được chứ? Vùng này khi xưa vốn là tử địa, nơi đây xảy ra những cuộc chiến đẫm máu tàn khốc, xác người bị vùi chôn nhiều không đếm xuể. Lâu ngày âm khí tích tụ dần quá thành quỷ khí mới sinh ra nó. Tên chánh tử kia không biết là vô tình hay là đã biết trước, chọn nơi đây để xây chùa, tự làm trụ trì, cho nên mới có sự liên kết với con lệ quỷ. Nó tự xưng là thánh mẫu, ra điều kiện cho ông ta chiêu dụ người có bát tự thuần âm tới, để nó hấp thụ năng lượng từ những người đó, nâng cao linh lực. Còn bản thân ông ta thì sẽ được nó bảo kê hoạt động tà giáo trá hình với danh nghĩa Phật pháp, chuyên môn truyền bá những thứ giáo lý sai lệch và luôn tìm cách để cho các Phật tử cúng dường. Thằng Điền bỗng nhớ tới Hường, nỗi lo lắng trỗi dậy mới nghiến răng nói: Khốn kiếp thiệt, tao phải sang bằng cả cái tỉnh xá Thủy Liêm Động này.
Thằng Đô nhìn thầy Phổ Trí lăm lăm, nó hỏi dò: "Vậy thầy là ai?" Thầy Phổ Trí nhẹ mỉm cười, có vẻ như cũng hiểu sự nghi ngờ của nó, nên bình thản mà trả lời: "Phật pháp vốn có nhiều tông phái, ta chỉ là một trong những người tự cảm thấy cần có trách nhiệm với đạo Phật chính thống. Ở đâu có tà sư thì sẽ có ta ở đó để bài trừ. Chỉ tiếc là ta tới hơi trễ, chánh tử đã ăn dày từ chúng sinh quá rồi." Thằng Đô gật đầu, dù trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng nó nghĩ dẫu sao có thêm người về phe chính nghĩa vẫn hơn là mỗi hai thằng đơn độc. Thế là ba người mới quyết định cùng nhau đi qua căn phòng có thứ ánh sáng đỏ kỳ dị kia, để lôi đầu hai thằng quỷ tai sai xuống mà đập. Thằng Điền lúc này đã không còn sợ nữa, mà khuôn mặt đằng đằng sát khí khi nghĩ tới Hường. Nó thẳng chân đạp cửa một cái thật mạnh, còn tay thì bôi sẵn hết mấy gói bột chu sa. Nó quát lớn: "Nè, hai cái thằng âm binh đầu đến kia, mau cút ra đây cho bố mày biểu. Giả thần giả quỷ hả? Tụi bay tới công chuyện với tao bữa nay rồi." Đột nhiên ánh đèn điện bật mở, khiến cho không gian trong căn phòng lúc này sáng bừng lên. Xung quanh cả ba người là một đám thanh niên đầu trọc, trên mình khoác y phục thầy chùa, nhưng lại rất phong phanh theo kiểu La Hán, tay cầm gậy gỗ, đôi mắt đỏ ngầu, còn mang theo một luồng sát khí đáng sợ. Điền và Đô đã biết tụi nó vốn không phải thầy tu thực thụ rồi, cho nên không cần phải tôn trọng mà nói: "Ở đâu ra cái lũ ô hợp này vậy?" Bất ngờ từ phía sau lưng hai bức tượng của quỷ dạ xoa, ông chánh tử bước ra, nhếch miệng cười gằn, nhưng lại hướng về phía của thầy Phổ Trí. "Tao biết mày vô đây không có ý tốt đẹp gì rồi, nhưng mà tao vẫn thử để coi bản lĩnh mày có cái gì. Bữa nay lật bài ngửa được rồi, hai thằng tranh con tụi bay nữa." Chánh tử vừa nói vừa liếc ánh mắt qua nhìn hai thằng Điền Đô. Thằng Đô lúc này đã ý thức được nguy hiểm, nó ngó qua thầy Phổ Trí như để chờ đợi, nhưng phong thái của thầy vẫn rất điềm nhiên, khẽ mỉm cười. Đôi mắt của thầy sáng như hai vì sao, rồi lạnh lùng chỉ nói ra một câu xúc tích: "Riêng ông, cả ta và Phật đều từ chối nhận." Chánh tử nghe sôi máu, vì nghĩ rằng thầy Phổ Trí là cái thá gì mà mình cần công nhận chứ không công nhận. Ông ta lập tức lùi lại rồi phẩy tay ra hiệu. Rất nhanh đám thầy tu pha kè kia liền bước lên mấy bước, tạo thành một vòng tròn, tay cầm chắc gậy gỗ bao vây lấy bọn Điền Đô. Mặt tên nào tên nấy cũng âm trì, dữ tợn, như chỉ chực chờ muốn lao vào để ăn tươi nuốt sống hết thảy cả ba người. Thằng Điền nuốt nước bọt cái ực, nó hỏi thầy Phổ Trí: Thầy quánh lộn được không vậy thầy?" Thầy Phổ Trí trả lời tỉnh bừng: "Mô Phật, bần tăng chưa ngán thằng nào." Đô lúc này cũng đã chuyển bộ cung tay lên, hai đứa đứng dựa lưng vô người của thầy Phổ Trí mà chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Thằng Điền lâu nay không động thủ cũng cảm thấy ngứa nghị, nó hét to: "Không còn đường lui rồi, một là xanh cỏ, hai là đó ngực, chơi!" Dứt lời, cả ba người ngay lập tức cùng nhau liều mạng xông lên. Đám ô hợp kia cũng không vừa gì, vội vàng giơ gậy gỗ, quất túi bụi, vừa để đỡ đòn vừa tấn công quyết liệt. Thằng Điền giống có nghề, vì nó là con nhà võ chính cống, chỉ là ham chơi quá cho nên bấy lâu nay lười tập luyện mà thôi. Điền chỉ dùng lực tay mà đã tước được gậy của ba bốn thằng, rồi nhân cơ hội đấm đá liên tiếp vào mặt, vào bụng, khiến cho tụi nó ngã bổ nhào như mít trụng, nằm chồng chất lên nhau. Đô thì thể chất yếu hơn bởi nó chỉ là dân mọt sách. Đô bị hai thằng dí sát vào chân của bức tượng dạ xoa, một thằng kẹp cổ, còn một thằng thì giơ gậy gỗ lên chuẩn bị hạ thủ. Thằng Đô thở hổn hển nhìn vào tình thế, nghĩ phen này chắc phải đi xuống địa phủ mà chầu Diêm Vương rồi. Nhưng khi chiếc kệ vừa vụt xuống,
chỉ còn cách đầu nó vài cm, thì thầy Phổ Trí đã kịp thời lao tới, đá vô bè sườn của thằng ma cô kia một cước. Nó buông cây gậy, đổ gục hét lên vì đau. Đồ nhanh như cắt xoay người, thoát khỏi gọng kìm của thằng đang kẹp cổ mình, rồi quơ tay hốt lấy cái chân đế để cắm đèn cầy, nện vào đằng sau gáy nó liên tiếp. Đô vừa nện vừa gào to: "Dám chơi tao hả? Chết mẹ mày nè! Đồ âm binh chướng khí, đồ bá quỷ đầu thai!" Ở phía bên kia, thằng Điền cũng đã giải quyết xong hết một mớ. Riêng thầy Phổ Trí thì đánh đấm nhẹ hiệu, quyền cước tung ra giống y như long hồng hạ thủy. Nhưng thằng nào thằng nấy cũng bị mềm mình như một trái chuối chín gục. Cục diện lúc này chỉ còn có được vài thằng, nhưng tụi nó chỉ dám đứng thủ chứ không có dám xông lên. Chánh tử trông thấy vậy, biết không địch lại, liền lẩn trốn đi đâu mất biệt. Thằng Điền thắng thế liền tạo nét. Nó đưa mũi chân móc vô cây gậy đang nằm chỏng chơ dưới đất, đá lên cho dùng một tay bắt nắm lấy gọn hơn. Điền đưa gậy chỉ vào đám tàn binh đang đứng đó run sợ mà nói: "Mấy cái thằng giọng thứ trẻ trâu tà đạo cũng dám khoác lên mình bộ đồ đó hả? Thánh vật chết tụi bay của ngài đó." Cả đám liền không ai bảo ai, quỳ thụp xuống mà gian xin tha mạng. Tụi nó nói mình chỉ là dân từ xa tới đây làm công ăn lương mà thôi, chứ đâu có muốn hại người, và cũng chưa từng hại người. "Được rồi, quay đầu là bờ. Con ai về nhà nấy đi. Nhớ là từ nay đừng có tham gia vào những chuyện như thế này mà tiếp tay cho cái ác. Luật hoa quả có xanh thì có héo đó." Cả bọn nghe vậy liền bừng quýnh dập đầu lại tạ, rồi kéo nhau đi. Thằng Đô hét lên: "Kệ đồng bọn vậy đó kìa, bộ tính để tụi nó nằm đây chờ giác ngộ hay gì?" Cả đám rối rít vâng dạ, rồi quay đầu lại lôi mấy thằng đang bị thương nằm la liệt dưới đất mà kệ đi. Thầy Phổ Trí lúc này bước tới, đứng đối diện với hai bức tượng quỷ già xoa. Miệng thầy bắt đầu râm ran, tay bắt ấn đọc một tràng dài mật chú từ án kinh tiếng Phạn. Hai bức tượng đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi bất ngờ bể nát đi. Có hai làn khói đen bay lên, còn mang theo cả những âm thanh như kêu trống của sự đau đớn tột cùng. Thằng Đô đứng lặng người nhìn vào cảnh tượng đó. Nó nói nhỏ với Điền: "Ê, mật chú Tây Tạng, thầy Phổ Trí là đệ tử mật tông ấy." Thằng Điền có hiểu cái gì đâu, cho nên cũng chỉ gật gù, bởi còn đang bận nhìn thầy tác nghiệp. Thầy Phổ Trí lấy ra một lá phù, thu hai làn khối đó vào trong, quay lại nhìn hai thằng nói: "Được rồi, bây giờ mau đi tìm những người bị tụi quỷ giam nhốt đi. Họ bị khống chế thần thức, cho nên không biết tự tư duy hay đường ra ngoài đâu. Còn con lệ quỷ ta sẽ tính sau." Điền lúc này mới nhớ tới Hương. Nó gật đầu lia lịa, cho cùng với Đô lật đật chạy đi tìm hết xung quanh các phòng, cả trong lẫn ngoài, cả những nơi ẩn khuất nhất của ngôi chùa. Đâu phải mất khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, thì tụi nó cũng tìm thấy họ ở bên trong một căn phòng trống tối đen tận đằng sau khuôn viên hậu viện. Tất thải có tám mạng, bao gồm cả Hường và người phụ nữ cho dai ăn lời cắt cổ kia. Hường được thằng Điền dìu ra ngoài, nhưng cô không biết gì cả, chỉ mềm nhũn đi theo nó giống như một cái thây ma. Thầy Phổ Trí dùng đạo phù phục hồi lại thần thức cho họ ở bên ngoài chánh điện. Sau đó thầy mới nói: "Tạm thời họ chưa tỉnh ngay được, trước tiên phải đưa về nhà nghỉ ngơi đã. Qua ngày sau mới có thể dần hồi phục lại được tâm thức. Nhưng họ sẽ không nhớ gì cả. Vậy cũng tốt, đỡ phiền phải giải thích." Điền Đô cũng gật đầu, chuẩn bị xốc phát cả đám đưa ra ngoài, nhưng lại bị một ngọn lửa nóng trực bùng lên, bén vô cánh cửa chặn đường. Tên chánh tử đang đứng bên ngoài, tay cầm cây đuốc cháy phừng phừng: "Một lũ chuột nhắt, tao không ăn được thì tao phải phá cho hồi. Tao đốt hết, tụi bay phải trả giá cho việc dám ngán đường tao." Thằng Điền trên tay vẫn còn đang bế sóc Hường, trích lên với giọng căm tức:
Mẹ nó, cái thằng già khốn nạn này. Ngọn lửa lúc này đang bùng lên dữ dội, sức nóng mỗi lúc một tăng dần. Từng cột khối đen xì cuộn tròn đang thi nhau tràn vào bên trong chánh điện, hòa lẫn với cả tiếng cười ngạo nghễ của tên thích chánh tử tà sư. Tất cả còn đang hoang mang, không biết phải thoát ra như thế nào, khi bức tường lửa cứ như hung thần chực chờ bủa vây, thì bỗng có một cái vòi rồng mang theo từng đợt nước mạnh mẽ bắn vào bên trong, đi kèm là một tiếng hét vút cao lên lanh lảnh. Em tới đây, mọi người bình tĩnh nha. Thằng Đô đưa tay bịt lấy mũi miệng, cố nhoài người nhìn ra, thì thấy thằng Đức đang cầm cái ống nước tưới cây của nhà chùa mà xịt lấy xịt để. Thằng Đức ống được cứu rồi. Và khi ngọn lửa chỉ vừa mới giảm nhiệt độ xuống đôi chút, thì thầy Phổ Trí đã nhanh chân phóng vội ra ngoài, quyết hốt cho được cái lão tà sư kia. Nhưng ra tới nơi thì ông ta đã biến đi đâu mất dạng rồi. Thằng Đức vẫn còn đang nhiệt tình xịt nước, cho tới khi ngọn lửa tắt hẳn thì Điền Đô mới dìu lấy từng người mà nhanh chóng đi ra. Con lệ quỷ trong bộ cổ phục màu đỏ lúc này mới bất ngờ xuất hiện. Nó đang treo mình lơ lửng trên không trung, hai con mắt đen tuyền hướng về cả bọn mà cất giọng âm u. Khốn kiếp mà, lại là hai cái thằng ôn hoàng hột dịch lộn này. Tụi bay dám phá hư chuyện của tao thì bữa nay không có đứa nào mong sống sót mà rời khỏi đây đâu. Thằng Điền cũng đang nóng máu, nó lập tức giao hường lại để cho thằng Đức đỡ, rồi dõng dạc chỉ tay vô mặt con quỷ. Cái giống loài tiến hóa ngược, cái đồ trâu sông lạc chợ, đồ động vật bậc thấp, gia cầm gia súc đầu thai như mày á, tao chấp hết. Ngon nhào vô đây kiếm ăn hả? Khè tao hả? Lệ quỷ lúc này hai cánh môi bắt đầu giật giật, lỗ tai xì ra khói, hai con mắt của nó trợn lên như muốn rớt luôn cái trọng, mà nhìn thằng Điền như kiểu muốn nói bố mày nhịn mày lâu lắm rồi. Nó lập tức lướt ra đằng sau một đoạn để lấy đà, rồi nhanh như cắt lao về phía Điền. Bàn tay của nó phóng ra những cái móng vuốt sắc bén, chộp lấy cổ của Điền mà kéo lên. Tiếng của lệ quỷ vút cao hòa vào trong cơn gió lạnh. Tụi mày đi quá giới hạn chịu đựng của tao rồi, xuống mà chầu ông già mặt nám đó đi. Đồ đứng bên dưới trông thấy cảnh tượng đó thì vô cùng hoảng hốt, vội chạy tới mà kêu: Đừng, thả bạn tao ra. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, bỗng có một giọng nói vang lên kèm theo một luồng linh khí sáng chói trội vào người con lệ quỷ, khiến cho nó đau đớn trú lên một tràng dài, buông bỏ thằng Điền ra. Súc sinh, mau quay trở về nơi sản xuất đi. Đó chính là ông Thập. Ông xuất hiện vừa đúng lúc, tung ra mảnh cổ thạch có ẩn hiện bóng dáng một con vật đen tuyền với hình thù vô cùng quái dị. Nó mang đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa lóe lên trong đêm tối. Con vật gầm lên một tiếng như muốn xé tan cả bầu không gian, rồi đột ngột phóng ra nhắm về phía lệ quỷ, há cái miệng thật to, và chỉ trong tích tắc ngay lập tức nuốt trọn nó vào trong bụng. Sau đó con vật lắc mình mấy cái tiếp tục gầm gừ. Nó như được thỏa mãn cơn thèm khát trong tiếng hét thất thanh của con lệ quỷ vẫn còn vang lên đâu đó, rồi dần dần im bặt. Đô nhìn thấy cảnh tượng đó, nó không vội chạy tới để đỡ thằng Điền, mà đờ mặt ra lắp bắp nói: Là hung thú thao thiết. Điền bấy giờ mới tự bò lầm cơm dậy, nó tru tréo lên: Bạn bè cái quần đôi, thấy tao dậy còn nước đó nhành ở tặng của ông. Ông Thập đưa tay dùng thủ pháp của bản môn nhanh chóng thu lại thao thiết, rồi mới quay qua nhìn hai thằng cháu. Ông toét miệng cười hì hì, cất cái giọng trầm khàn nhưng lại vô cùng nhố nhăn, vốn là thương hiệu của mình. Sao không có tao coi bộ cũng ổn ha. Biết chừng nào tụi bay mới khá lên được đây. Ôi, hai thằng nhìn thấy ông thì mừng hơn trúng số. Tụi nó bắt đầu sấn tới kể lể tất cả mọi chuyện xảy ra. Sau khi giải quyết xong hết thì thằng Đô mới nói: Cũng may là có thầy Phổ Trí giúp đỡ,
chứ không thôi tụi con dễ gì mà qua được cái ải này. Thầy ơi, ủa Đô định quay lại kêu thầy để giới thiệu cho ông Thập, nhưng nó không biết thầy đã đi đâu mất tiêu từ hồi nào mà tìm hoài không thấy. Ông Thập lúc này mới khoát tay: Thôi, coi đưa mọi người về nhà bay đỡ trước đi, rồi sáng mai tính sau. Điền nhớ ra người thương của mình, mới vội chạy tới kéo lấy Hượng từ trong tay của thằng Đức, rồi lớn giọng phân bổ: Tới 8 người sao kè nổi, có mù mà lấy ghe chở về thì được á. Em chạy xuồng lên đây mà chứ đâu. Kè mọi người xuống bến đi, em chở về cho. Mà hai anh chơi xấu, chơi gì đi mình không đủ à. Giỏi nha, mày đúng là Đức toàn cầu chứ không phải Đức cống. Tao rất đánh giá cao về cái IQ của mày á. Thằng Đô thì vẫn lây quay lo tìm thầy Phổ Trí, nhưng không thấy ông đâu cả. Nó nghĩ bụng, chắc là thầy muốn lánh mặt để an phận trên con đường chân tu, cho nên thôi cũng không tìm nữa, mà quay lại hỏi ông Thập: Ông chú ơi, còn cái tỉnh xá này tính sao? Cứ để vậy thôi, hắn không dám quay lại nữa đâu. Rồi sẽ có bậc tiền nhân tới đây để mà thay thế sửa chữa, mà vực dậy chánh đạo đúng nghĩa thôi. Đô gật đầu. Vậy là cả đám bắt đầu kè từng người một xuống xuồng mà chở về nhà của thằng Đô. Tụi nó cũng chuẩn bị sẵn hết lý do để mà giải thích với bà Huệ rồi. Riêng ông Thập thì vẫn còn đứng lại trong sân chùa. Ông đưa đôi mắt sáng như hai vì sao của mình nhìn về phía bắc, mà tự nói một mình, với gương mặt đang hằn lên một nét thâm sâu vô cùng khó đoán: Phổ Trí, lẽ nào lại chính là hắn ta sao? Quý thính giả vừa nghe xong trọn phần 5 Phi Diện Kiến Tà Sư, nằm trong series Nghề Viết Truyện Ma của tác giả Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.